Tuổi 49 và 53 có đại hạn gì mà ai cũng sợ bỏ mạng? Xem ngay để hóa giải. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian cũng như thế giới tâm linh thì mỗi người đều sẽ trải qua tuổi hạn nhất định trong cuộc đời. Trong năm này, bản mệnh có thể gặp phải những chuyện không hay ảnh hưởng đến tài lộc cũng như sức khỏe và thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, người xưa thường hay nói 49 chưa qua, 53 đã tới, với hàm ý rằng hai tuổi đó sẽ mang lại cái hạn nặng nhất. Vậy thực hư về vấn đề này như thế nào? Hai tuổi này có thực sự là hai tuổi hạn hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao lại có quan niệm về tuổi hạn chung cho mọi người. Từ xưa tới nay, hễ nghe đến tuổi hạn là nhiều người nghĩ tới những điều xấu, không may đến với mình. Thực tế theo từ điển Hán Việt thì hạn là vùng đất nguy hiểm, ranh giới, phạm vi quy định, kỳ hạn quy định, ngưỡng cửa. Tuổi hạn cũng chỉ là để đánh dấu sự kết thúc của một quá trình này nhưng có thể lại là mở đầu của một quá trình khác. Nó không có toàn tốt hoặc toàn xấu mà thường xen kẽ theo kiểu trong rủi có may. Trên thực tế, do thiếu hiểu biết nên nhiều người vẫn quy kết hạn là xấu. Thậm chí, hạn sau Mộc Đức, Thái Dương lại rất tốt nhưng mọi người vẫn gọi là hạn. Bởi vậy nên mới có chuyện đầu năm nhiều người vất vả, xem bói, nhờ thần, cậy thợ, cắt giải hết cả sau tốt đi thì còn gì là phúc. Sau xấu, hung tinh, ác tinh thì mới nên cắt giải, nhương tinh, nhượng, chuyển đổi đi, còn cát tinh, sau tốt thì phải nghênh tinh, đón rước về. Tóm lại, hạn là một cái mốc, là một ngưỡng mà đến khi đó ta sẽ gặp sự kiện xấu hoặc tốt đến với bản thân hoặc gia đình. Điều thứ hai, tại sao dân ta từ thời xa xưa lại có quan niệm tuổi hạn 49 chưa qua, 53 đã tới? Thường người ta vẫn nói 49 chưa qua, 53 đã tới. Đây có thể là câu nói cho xuôi vần. Bởi vậy, không nên tin vận mệnh của mình sẽ suy rồi phó mặc cho cuộc đời. Phàm ở cõi đời, mấy ai thoát cảnh tử bia sinh ly hay sinh lão bệnh tử, có mấy không dính vào. Theo như tuổi chúng ta, bước vào 49, nghĩa là ta đã bước qua nửa đời người, thì chắc chắn cái bệnh nó lại lẽo đẽo bước vào đời chúng ta. Vì lúc còn niên thiếu, chúng ta quá phí tâm sức để cầu tiến cho bản thân, cho nên bao nhiêu mã lực của chiếc xe cuộc đời chúng ta phung phí bừa bãi. Đến độ tuổi này, nguồn sinh lực cạn kiệt, rồi thì những người xung quanh thân bằng, quyến đỗ chút vào vận mệnh 49, 53 để gọi là một cái số. Điều thứ ba, ở tuổi 49, 53, người ta hay ốm đau, bệnh tật, có phải do vận hạn hay không? Liệu có đúng hay không, chuyện vận hạn, bệnh tật thường diễn ra vào các năm tuổi 49, 53? Trên thực tế, từ tuổi 49 đến 53 trở đi do khả năng ăn uống kém dần nên lượng dinh dưỡng vi chất ngày càng giảm nhanh. Ở phụ nữ, đa số các bệnh liên quan đến thiếu canxi có thể sinh ra trên 200 loại bệnh như thoái hóa xương khớp rồi ảnh hưởng biến chứng đến các cơ quan khác như tim mạch. Đối với nam giới, các bệnh về chuyển hóa cũng tương tự vì cỗ máy cơ thể đã đi qua quá nửa đời người nên các mạch cũng không còn là dòng nước thông suốt mà như một cống nước tắc nghẽn do mỡ máu. Về mặt tử vi tâm linh thì tuổi 49, 53 con người rơi vào hạn thái bạch. Các cụ thường nói sao thái bạch quét sạch cửa nhà nên chắc chắn không vì hạn nọ cũng vì hạn kia. Để có thể thoải mái về tâm lý, hầu như mọi người thường làm lễ dâng sao giải hạn theo từng năm và điều này cũng giúp tâm lý được thoải mái và không còn lo lắng về bệnh tật thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Do vậy, bản thân mỗi người chỉ cần tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động. Thay vì việc cầu khấn nghi ngợi, dâng sao giải hạn,
cũng là hình thức giúp chúng ta ổn định và thoải mái hơn về tinh thần. Nhưng tuyệt đối không được quá tin vào nó mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Điều thứ tư, giải thích cho 49 chưa qua, 53 đã tới, theo góc nhìn khoa học và Phật Pháp. Quan niệm tuổi hạn thực tế là không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, ngay trong vật lý học và triết học hiện đại cũng thừa nhận có một loại vật chất gọi là vật chất tối, bên cạnh vật chất thông thường. Liệu có đúng hay không chuyện vận hạn bệnh tật liên quan tới 49 chưa qua, 53 đã tới? Xét về mặt khoa học, ở vào khoảng tuổi này đồng nghĩa với việc người ta đã bước sang nửa kia của đời người. Sức khỏe bắt đầu giảm sút, sức đề kháng kém hơn, nguy cơ ngã bệnh cao hơn, xương cốt yếu hơn, sẽ bị thiếu canxi mắc bệnh như thoái hóa xương, khớp, rồi ảnh hưởng biến chứng tới các cơ quan khác như tim mạch. Cỗ máy cơ thể đã làm việc không biết mỏi mệt suốt nửa đời người nên mạch máu có thể bị tắc nghẽn do mỡ máu. Mà tắc ở đâu, cơ thể sẽ đau đớn, khó chịu ở đó. Đặc biệt với những ai tuổi trẻ đã phí hoài sức khỏe của mình để chạy theo tiền bạc, danh vọng cho bản thân, thì lúc này sức khỏe sa sút là điều dễ hiểu. Rồi khi tới vận mệnh 49, 53 để gọi là một cái số đánh dấu thời điểm sức khỏe đã bị suy kiệt hoàn toàn. Về mặt tâm linh, từ tuổi 49, 53 ứng vào con số 5 là số ngũ hành gồm sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Nếu ai đó vượt qua được, nghĩa là họ đã thay đổi nhịp sinh học để bước vào một chu kỳ phát triển mới trong đời. Trong kinh điển Phật giáo không bàn đến và cũng không trực tiếp phủ định vấn đề phong thủy số mệnh như tuổi hạn. Mọi biểu hiện giàu, nghèo, thọ, yểu, rủi, may ở đời đều bị chi phối bởi hai loại nghiệp lực do chính con người tạo ra, đó là nghiệp bản hữu và nghiệp tân huân. Nghiệp bản hữu là nghiệp do kiếp trước mình tạo ra những điều mình nhận ở đời này. Ví dụ như ta sinh ra trong nhà ai, làm anh em với ai, cũng là nhờ nghiệp này. Nghiệp tân huân là nghiệp do chính mình tạo ra trong cuộc sống hiện tại thông qua việc làm thân, lời nói, khẩu, suy nghĩ, ý. Xấu tốt đều do chính mình tạo ra. Có thể nói, tuổi hạn cũng như 49 chưa qua, 53 đã tới chỉ là quan niệm dân gian bằng kinh nghiệm cuộc sống mà người ta đúc kết nên. Có thể đúng với đại đa số người này nhưng không đúng với một bộ phận người khác. Không nhất thiết vào năm hạn thì người ta không được làm việc lớn. Quan niệm về tuổi hạn và những tốt, xấu, đi kèm thuộc về đức tin của mỗi người. Do đó, không thể ngăn cấm hay xóa bỏ nó. Cái quan trọng là mỗi người cần nhận thức đầy đủ, tỉnh táo để không bị lừa gạt bởi những trò mê tín, dị đoan. Khi cơ hội đến mà không nắm lấy rồi đổ cho tuổi hạn thì hoàn toàn sai lầm. Để có thể thoải mái về tâm lý, hầu như mọi người thường làm lễ dâng sao giải hạn theo từng năm và điều này cũng giúp tâm lý được thoải mái và không còn lo lắng đến bệnh tật thì cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Do vậy, bản thân mỗi người chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động thay vì việc cầu khấn nghi ngợi. Dâng sao giải hạn cũng là hình thức giúp chúng ta ổn định và thoải mái hơn về tinh thần. Do vậy, ta chỉ cần chú ý tốt hơn về sức khỏe cũng như lao động thay vì việc cầu khấn nghi ngợi. Dâng sao giải hạn cũng là hình thức giúp chúng ta ổn định và thoải mái hơn về tinh thần như mọi người vẫn thường làm. Quý vị thân mến, quan niệm về tuổi hạn 49, 53 đã in sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Đến nỗi, bất cứ làm việc gì thì người ta đều tránh các con số 49, 53 vì cho rằng nó sẽ khiến ta gặp phải nhiều suy sẻo và thất bại. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ giải thích cụ thể hơn lý do vì sao hai tuổi này lại bị coi là mang đến rủi ro cho con người dựa trên góc nhìn của ngũ hành tâm linh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Trong dân gian có nhiều cách giải thích vì sao tuổi 49, 53 lại gặp rủi ro nhiều hơn. Nhưng cách giải thích dễ hiểu nhất sẽ bao gồm 3 lý do như sau. Lý do thứ nhất, khi cộng dồn số 49, ta thấy 4 cộng 9 bằng 13, 1 cộng 3 bằng 4. Tương ứng với nam gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. Khi cộng dồn số 53 ta thấy 5 cộng 3 bằng 8, tương ứng nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm, mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt. Âm là tối, đen, nước, hiểm trở,
chủ về ủng đau, sao kéo, xe cộ, sông nước. Lý do thứ hai, trong sao thái tuế quản 12 năm, hàng chi khởi điểm 1 tuổi mà sao thái tuế cứ 12 năm lặp lại một lần. Vào những năm có số tuổi chia cho 12 dư 1 như 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 sẽ mang sao thái tuế. Mà sao thái tuế chủ về quan sự, khẩu thiện, hao tốn, ốm đau, tang chế. Trước thái tuế có thiên không, sau thái tuế có quan sách, đôi sao này thuộc hỏa và không có lợi. Lý do thứ ba, theo quy luật của tạo hóa thì từ khi thai nghén, con người đã theo chu kỳ 7-7. Theo đó, các mốc có số 7 như 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm đều đánh dấu sự thay đổi quan trọng. Cụ thể, 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba phát dục, 7 năm thứ tư phát triển cơ bắp, 7 năm thứ năm phát triển trí tuệ, 7 năm thứ sáu phát triển toàn diện, 7 năm thứ bảy dừng lại, ổn định, dần suy ngẫm. Mà 7 x 7 bằng 49 sẽ hết một chu kỳ. Hết chu kỳ này sẽ là 49, 53 có thể sẽ bị diệt vong, cũng có thể sẽ phát triển chu kỳ tiếp theo. Đó là sự sinh. Còn xét ở sự tử thì khi con người mất đi cũng theo luật tạo hóa. Cái gì sinh trước sẽ mất trước, sinh sau mất sau. Do đó, người ta mới có lễ tứ cửu 49 ngày. Cũng theo quy luật đó thì hết vòng 49, 53 thì mọi sự lại tốt đẹp, hồi xuân. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cuộc đời mỗi con người họa hay phúc vào bất kỳ thời điểm nào trong đời, chứ không phải cứ ở độ tuổi 49 hoặc 53. Vậy nên, chúng ta cần hết sức cẩn thận trong mọi việc để giữ gìn sự bình an cho bản thân cũng như gia đình. Bên cạnh đó, bạn hãy đeo vật phẩm phong thủy để có thể giúp bình an và may mắn trong cuộc sống. Khi đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày, vòng sẽ giúp bạn kích hoạt tài lộc và mang lại bình an cho mình. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân chuyên quấy phá. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.